Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Super Car Vlog. Hôm nay thì Johnny đang có mặt tại Sài Gòn, mới bay vào Sài Gòn để quay video siêu xe cho anh em các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang di chuyển trên tuyến đường An Dương Vương, Sài Gòn, An Dương Vương quận 5 thì phải. Vừa rồi thì qua showroom của anh chó này rất hung hăng các bạn ạ, chó rất hung hăng. Vừa qua showroom của anh Liêm với chiếc 599 Ferrari F430 Scuderia Maybach 57S Phantom, nói chung là rất nhiều xe sang, xe siêu sang đình đám tại showroom của anh Liêm. Còn bây giờ thì mình sẽ đi một loạt từ đầu đường đến cuối đường An Dương Vương để xem những cái showroom bán siêu xe và xe siêu sang ở đây có những cái mẫu xe nào đáng chú ý mà đang bán để chào đến các đại gia của Sài Gòn các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đi tiếp tục đi bộ. Và đi ở trong Sài Gòn thì có lẽ là mình phải cầm rất là chắc cái GoPro của mình, tại vì chẳng may mà anh em nào đấy mà đang cần tiền tiêu mà lại thấy cơ hội ngon nên là giật cái là xong phim luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá tiếp các bạn nhá. Hình như ở đây thì có một cái showroom toàn siêu xe các bạn ạ. Wow, toàn siêu xe các bạn ơi. Wow, Ferrari F12 rất là quen thuộc tại Hà Nội, Toyota Sienna, Lexus. Wow, bên trong có Rolls-Royce Phantom này, có Maybach S650 Pullman đời mới luôn các bạn nhá, rất là khủng. Đây là showroom. Wow, chiếc VinFast. Wow, VinFast độ luôn đây. Wow, VinFast độ rất là căng luôn. VinFast độ wide body độc nhất Việt Nam. Xem còn cái gì ở phố này không? Ở đây thì có rất nhiều cửa hàng độ xe các bạn nhé. Rất nhiều cửa hàng độ xe, dán xe. Rất nhiều luôn, hai bên đường rất là nhiều các bạn ạ. Không đếm được đâu. Đây có một chiếc 7 series đời cũ, một chiếc 730 đời cũ màu trắng. Đó, rất đẹp luôn. Bên kia đường có một Jaguar XF. Đây mình sẽ ngó xem có những cái showroom nào tiếp theo các bạn nhé. Vâng, ở đây thì chúng ta lại gặp một showroom khá là nhiều xe sang các bạn ạ. Đây là Salon Auto Chính Hùng, một chiếc Cadillac Escalade. Oh, rất nhiều Sienna 2020-2021 các bạn ạ. Rất nhiều luôn, bên trong còn rất nhiều nhé. Range Rover Cubayo. Wow, nhiều luôn. Bên kia thì có một chiếc C300 AMG. Đây chúng ta có một chiếc Ford Mustang màu xanh luôn và một chiếc Volvo XC90. Hình như là mình nhớ không nhầm thì còn 1-2 showroom nữa nằm ở phía đầu trên này. Wow, một chiếc S Maybach rất dài luôn. Là so với thời tiết ở ngoài Hà Nội thì hiện tại thì ở trong Sài Gòn bây giờ đã khá nóng rồi. Mình đi bộ một chút thôi mà toát hết cả mồ hôi rồi. Đi bộ một chút thôi toát hết mồ hôi luôn. Mình vào đây đi Grab, đi Bi, rồi đi bộ các bạn nhá. Cứ thế là đi lòng vòng kiếm siêu xe từ sáng giờ cũng gặp khá là nhiều rồi. Chữ SLS biển Lào, Campuchia mình cũng đã quay cho các bạn rồi nhé. Đây thì chúng ta có hai chiếc Toyota Sienna này, một chiếc đời cũ và một chiếc đời mới, không phải là mới nhất này. Một chiếc Lexus LX GX460. Đó, những chiếc nhà Toyota. Ở phía cuối thì chúng ta sẽ còn một cái showroom khá là nhiều xe khác mà mình cũng từng quay review một lần rồi và cũng có đến mấy trăm nghìn view rồi các bạn nhé. Nay thì mình sẽ quay lại xem cái showroom đấy nó có những mẫu xe gì, đáng chú ý. Nói là mình cầm cái GoPro đi bộ và quay phim như này, rất nhiều người nhìn.
Đấy các bạn nhìn rất nhiều cửa hàng bóng xe các bạn nhé. Xe rất nhiều luôn, xe cỏ, xe bình dân cho đến xe sang, siêu xe. Bán phụ kiện rất là nhiều luôn. Đây có một chiếc C300 AMG mang biển số 62. Đi bộ một chút cũng mệt. Đi bộ một chút khá là mệt. Bắt đầu thở hổn hển nữa bạn. Bắt đầu thở rồi. Có lẽ là cũng phải kiếm cái gì đấy để uống nước thôi. Quay xong cái showroom này thì mình sẽ ra phố đi bộ. Chiếc Sienna màu đỏ luôn. Màu đỏ cực kỳ nổi bật. Đó. Thi thoảng lại gặp một đây có một cửa hàng bánh chắc, bánh cuộn. Rất nhiều món là lạ. Rất nhiều món là lạ nhé. Chiều chiều thì người mua bán đồ ăn đấy rất hơi đáng tiếc các bạn. Sau khi quan sát thì mình nhận thấy rằng cái showroom mà mình vừa nói thì mình vừa nói thì đóng cửa mất rồi. Tại mình đi qua thì vừa cửa bây giờ lại đóng cửa mất rồi, hơi tiếc. Có lẽ là cũng muộn, hôm nay là thứ bảy cho nên mọi người cũng đóng cửa để về nghỉ và đưa con, đưa vợ đi chơi hết rồi. Đó, cái showroom kia này mở auto bên kia đường. Nãy đi qua thì mình thấy có rất nhiều xe sang, trong đấy có một chiếc siêu sang, đó là chiếc Bentley Bentayga. Một chiếc Bentley Bentayga màu bạc của bác Đặng Lê Nguyên Vũ bán lại. Và một chiếc Rolls Royce, nhớ không nhầm thì là chiếc Rolls Royce Ghost CI2. Ở Sài Gòn thì đây là phần đường dành cho người đi bộ này. Bên ngoài này, lan can này trồng hoa và có rào sắt. Và mỗi đầu thì sẽ có những cái thanh chắn sắt chắn này để cho mọi người không đi xe máy lên được. Đây các bạn, chắn hết nhé các bạn nhé. Đó, cái showroom mà mình muốn quay các bạn này. Và hơi tiếc là lại đóng cửa mất rồi. Đó các bạn nhìn nhé. Nó lại đóng cửa mất rồi, hơi tiếc các bạn nhỉ. Khá sớm, bây giờ mới có 4:30, hơn 4:30, 4:40 và đã đóng cửa rồi. Subaru Forester. Thôi mình sẽ kết thúc cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.